Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, chiều 15 tháng 12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và năm ngày Hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm đánh giá kết quả xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng, tình hình chung của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, kết quả xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo Nghị quyết số 89 ngày 2 tháng 6 năm 2023 về chương trình xây dựng luật. Pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật Pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Tổng cục Công nghiệp quốc phòng dân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 34 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 12 tại thủ đô viên chăn, Lào, Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào và Bệnh viện Quân y 103. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm dự án ghép thần năm 2023. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Minh Phong Phó Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Kham Phen Phương Ma CEO, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Quân y 103, Ban lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Lào. Ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương 103 quân đội Lào cho biết, thực hiện sự chỉ đạo và thống nhất của Bộ Quốc phòng hai nước. Trong năm 2023, các chuyên gia Bệnh viện quân y 103 Việt Nam đã sang phối hợp thực hiện thành công 7 cặp ghép thận với kết quả tốt. Tất cả các bệnh nhân sau ghép sức khỏe hồi phục tốt, kết quả xét nghiệm, sinh hóa và nước tiểu được cải thiện rõ rệt và một số bệnh nhân đã quay trở lại công việc hàng ngày. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Việt Nam, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương 103 Lào đã từng bước làm chủ về kỹ thuật một số công đoạn trong quá trình ghép thận, cũng như các quy trình theo dõi bệnh nhân ngay sau ghép và tiên đoán các tình huống có thể xảy ra. Thưa quý thính giả, chiều tối ngày 15 tháng 12 giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita. Cùng dự có Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương của Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Guma, mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của bốn thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cựu thủ tướng Fukuda, người đã đưa ra học thuyết từ trái tim đến trái tim vào những năm 70 để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN. Đồng thời bày tỏ vui mừng gặp lại thống đốc Yamamoto Ichita ngay sau khi lãnh đạo hai nước vừa tuyên bố nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hơn 500 hoạt động đã diễn ra để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại hai nước trong năm 2023. Chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi đã cùng Thủ tướng Kishida Fumio công bố lo gò kỷ niệm, khởi động năm kỷ niệm Việt Nam-Nhật Bản vào cuối năm 2022. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gunma dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Trách Sullivan và Tổng thống Palestine Ma Abbas thảo luận thỏa thuận thời hậu xung đột ít ra and Hamas cho Gaza vào ngày 15 tháng 12. Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, thỏa thuận có thể bao gồm việc tái kích quạt lực lượng an ninh Palestine vốn đã bị nhóm vũ trang Hamas đánh bật khỏi giải Gaza vào năm 2007. Là một trong những ý tưởng đang được cân nhắc, thỏa thuận nêu trên là dấu hiệu cụ thể đầu tiên về tầm nhìn của Washington. Đối với an ninh Gaza trong trường hợp Israel đạt được mục tiêu chấm dứt quyền kiểm soát của Hamas tại vùng lãnh thổ này, Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 12, một tàu container đã bị tấn công khi tàu đang ở vị trí gần bờ biển Yemen. Vụ tấn công không gây thương vong, một phát ngôn viên cho biết tàu container bị tấn công là tàu Anjara thuộc hãng vận tải biển Lloyd của Đức. Hãng Lloyd sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn. Trong khi đó, công ty an ninh hàng hải Amray của anh cho biết tàu container treo cờ bị hư hại do trúng một vật thể bắn xuống từ trên không khi tàu di chuyển qua eo biển Bát Anh Mán Bát ở phía nam biển đỏ. Vũ tấn công gây cháy trên bông tàu và một con tay nơ rơi xuống biển. Thưa quý thính giả, Nhật Bản và Malaysia sẽ sớm ký kết thỏa thuận trị giá khoảng 400 triệu yên 2,8 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch, quân đội Malaysia sẽ sử dụng các thiết bị trên trong các hoạt động tuần tra và giám sát. Với việc tiếp giáp biển Đông và eo biển Malacca, Malaysia là trạm trung chuyển cho vận tải đường biển nhật bản muốn tăng cường quan hệ với malaysia để đảm bảo tự do và an toàn hàng hải Cung khổ osa được lập ra để tăng cường quan hệ an ninh với các quốc gia cùng chung quan điểm thông qua việc cung cấp các thiết bị quốc phòng thưa quý thính giả gần chục năm qua anh lê thành long đà nẵng nhặt rác thải từ biển mang về nhà tái chế thành vật dụng hữu ích mong muốn của anh là lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường đến mọi người nằm ngay ngã tư đường Lý Văn Phước Bùi Quốc Khái quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng căn nhà của anh Lê Thành Long thu hút người đi đường bởi nét độc đáo. Tầng trệt căn nhà được thiết kế như quán cà phê tái chế. Căn nhà được xây dựng từ nhiều loại rác thải khác nhau do chính anh Long nhặt về. Từ trong nhà ra ngoài sân, nào bàn ghế, bếp, bồn rửa tay, giỏ hoa, xích đu đều là những vật dụng được anh tái chế từ rác. Anh Long ấp ủ tạo ra không gian gần gũi, thân thiện với môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh cho mọi người thưa quý thính giả, nếu như Hội An nổi tiếng chùa cầu, tại Ninh Bình nổi tiếng cầu ngói phát diệm, thì cầu ngói chợ lương chính là di tích lịch sử nổi tiếng của mảnh đất thành Nam. Với hơn 500 năm tuổi, vượt theo dòng thời gian, cầu ngói chợ lương vẫn giữ trọn vẹn được nét đẹp xưa, với kiến trúc độc nhất vô nhị theo chiều dài lịch sử. Cầu ngói chợ lương thuộc xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bắc qua sông Trung Giang, cách chùa lương khoảng 100 mét. Cầu ngói cũng nằm ngay trên con đường dẫn vào chùa, từ lâu đã gắn với ngôi chùa thành một cụm di tích nổi tiếng gần xa trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều văn nghệ sĩ. Lịch sử của chùa và cầu gắn liền với công cuộc khai quang lớn biển 500 năm trước ở vùng biển Hải Hậu. Thưa quý thính giả, mỗi năm, thủ đô của Colombia tràn ngập ánh sáng của vô số ánh đèn Giáng sinh. Ruta Navidena hay con đường Giáng sinh là nét đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này. Khi khách du lịch vừa dạo quanh các địa điểm nổi tiếng của thành phố, vừa chiêm ngưỡng những màn trình diễn rực rỡ từ các nghệ sĩ nổi tiếng được tổ vào ngày 7 tháng 12, ngày của những ngọn nến nhỏ, đánh dấu thời điểm bắt đầu của kỳ Giáng sinh tại Colombia. Vào ngày này, người dân thương thắp những ngọn nến nhỏ và đèn lồng giấy, đặt tại cửa sổ và ban công để tưởng nhớ đến Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Hàng du khách đến đây sẽ được thưởng thức một thức ăn đầy ngọt ngào là natilla, một món ăn từ sữa trứng như bánh phan hoặc bánh bút đinh. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.